em Tùng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Rất vui được gặp lại anh chị quý vị gia đình nhà mình ở trên khung giờ quen thuộc 8 giờ 3 phút mỗi tối ạ. Đấy, hôm nay trời hơi mưa một xíu này. Anh em Tùng vẫn xin phép lên sóng báo giá cho anh chị quý vị mình những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với em nhé. Vâng, chào các bác vừa vào xem buổi livestream ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Đấy, trời mưa vừa mưa xong này, mưa rất là to luôn. Đấy. Vâng, chào bác Phạm Lam, chào bác Gita Hoàng, chào bác Thu Hằng, chào bác Mobichi. Chào bác Khu Văn Công, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên ba biển Tổ quốc ngày nay. Vâng, chào bác Tránh Phạm ạ. Vâng, để em Tùng xin phép để lại hai số like trên phần comment đi để nhà mình cùng dễ quan sát nhé. 0343540999 và 0347701777. Ok, để em Tùng xin phép ghim lại hai số điện thoại này. Để anh chị quý vị nhà mình có gì thắc mắc nhá, cứ gọi điện trực tiếp cho em. Đấy, phục vụ anh chị quý vị mình 24/7 nhá. Vâng, chào Vũ Đình Nghĩa này, chắc Tránh Phạm, chào bác Phạm Lam, chào Ghi Thảo Hoàng. Chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương ngày hôm nay ạ. Đấy, có còn rất là nhiều đầu xe đây để lên sóng và báo giá cho anh chị quý vị gia đình nhà mình nhé. Vâng, chào bác Trần Thị Thu Hằng ạ. Đây, em xin liêu máy quay một vòng quanh chợ vào ô tô đầu mối Hải Dương đã, để anh chị quý vị mình cùng quan sát hết cái đầu xe hôm nay bên em có này. Vâng, chào bác Lộc Bùi này, chào bác vừa mới xem buổi livestream ngày hôm nay. Cả nhà đang xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, hãy cho Thanh Tùng xin 5-7 lượt like đi, 5-7 lượt chia sẻ đi lên trang cá nhân cũng như hội nhóm đi ạ, để lan tỏa buổi livestream này hơn nhé. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe đây, gần 80 đầu xe để phục vụ nhu cầu đại gia đình mình. Đấy, 7 chỗ 4 chỗ này. Đấy, vai ớt này, đủ dòng đủ đời để phục vụ đại gia đình nhá. Đấy, các bác nào mà quan tâm dòng nào cứ để lại bình luận, để lại comment để em Tùng được tư vấn cho ạ. Đây, Mò Linh một đầu nhỏ gọn này, Toyota vai ớt tiết kiệm nguyên liệu nhá. Đấy, hôm nay bên em là có về thêm 2 mẫu Celic nhá, về thêm 2 mẫu Celic 2010 nữa với cả tiền ngàn anh quanh 250 triệu đồng. Rồi, để tí em sẽ giới thiệu sâu hai cái mẫu sản phẩm mới về cho anh chị quý mình cùng quan sát ạ. Đấy, nhà hôm nay về có một mẫu đây Celic, đây một chiếc Celic màu xám này. Đấy, biển Hải Phòng nhá, 255 triệu đồng này. Vâng, chào bác Gita Hoàng ạ, chào bác Vi Lâm, chào lại nhà mình ạ. Đấy, và một chiếc Celic biển 99 đây, đồng giá 255 triệu đồng nhá. Đấy, bác nào đang quan tâm dòng Celic đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này, đấy, để lại bình luận đi để con mình em Tùng tư vấn cho ạ. Ok nhà mình ơi. Đấy, ok, vâng, chắc thì như ngại cho anh Ngọc cho mình xem mô đinh màu đỏ, có mô đinh màu đỏ nhá. Đấy, ok gia đình ơi, cho em hỏi là hình ảnh âm thanh ánh sáng này được chưa nhỉ, để em Tùng xin phép vào báo giá đấy gia đình ơi. Vâng, chắc Lông Trọng này, chắc đi như nghệ, chào đại gia đình nhà mình ạ. Vâng, thì hôm nay bên em đây về một vài mẫu xe mới nhá, giới thiệu những mẫu xe mới trước cho anh chị quý vị gia đình cùng tham khảo đây. Kia Morning số tự động đây, động cơ 1.0 này mới về này. Con này thì giá cả thì vẫn chưa cân đối nhá. Đấy, giá cả vẫn chưa cân đối. Ngày mai thì em sẽ lên video chi tiết và cân đối giá cả để báo giá cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Đời 2010, đăng ký năm 2012. Đấy, cặp đèn pha này thì được trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp rồi. Đấy, cửa tiền thì chắc cũng chỉ nên quanh hơn 200 triệu đồng một xíu thôi nhá. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Ok, với anh Ngọc này có Kia Morning màu đỏ nhá. Đợi em một xíu ạ. Chào bác Nguyễn Công Tử, chào Phương Lương. Ok rồi, vâng, cảm ơn bác Kita Hoàng. Vâng, cảm ơn bác Bình Hoàng, hàng đẹp, vâng ạ. Rất là nhiều sản phẩm đẹp để đưa tới tay người tiêu dùng nhá. Vâng, chào Nguyễn Trường này. Ok, cảm ơn Trần Tuân chốt. Chốt mạnh đi bác Trần Tuân ơi. Đây thì em xin phép giới thiệu những sản phẩm anh chị quý vị mình theo yêu cầu trước nhá. Morning đỏ này, đây giới thiệu Morning đỏ này. Kia Morning màu đỏ đây. Đời 2016, đăng ký và lăn bánh năm 2000. Con này đăng ký lăn bánh năm 2018 nhá. Động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 195 triệu đồng. Bao rút hồ sơ này. Máy số kiểu chỉ chất, nốp lát đẹp, sơn xi thì liền lạc này. Đấy, không cong vênh khúc méo này. Không đâm đụng, không qua chạm nhá. 195 triệu đồng. 2016, ok, ASEAN 209, có ASEAN 209 đấy nhá. Vâng, chào bác Tạ Quang Huân này. Vâng, chào bác Quang Anh này. Đấy, báo giá chốt rút hồ sơ ship Đắk Lắk con ghét màu xanh.
Ok, con ghét màu xanh ấy bên em đang 145 triệu đồng này. Nếu mà ship về Đắk Lắk nhá, ship về Đắk Lắk và rút hồ sơ này. Đấy, báo giá cho anh con đấy là 150 triệu đúng luôn. 150 triệu đồng thôi. Đấy, anh Đinh Hữu Ngại nhá. Đấy, ship về Đắk Lắk và rút hồ sơ này cho thấy anh là 155 triệu đồng. À, 150 triệu đồng tròn ạ. Vâng, ok, ASEAN 209 này, cửa hàng nhà mình nhiều xe đẹp thế. Vâng, cảm ơn bác Trần Tuân rất là nhiều này. Vâng, chúc bác Trần Tuân này có một buổi tối vui vẻ nhá. Qua làm sóng livestream này sẽ chọn cho mình những mẫu xe ưng ý bác Trần Tuân ơi. Có Zotulo không bạn? Zotulo thì tạm thời bên em chưa có ha. Bác Ngọc Thanh nhá. Vâng. Có con lá lốt 780 nào không anh? Lá lốt 780 thì tạm thời bên em lại chưa có này. Bên em lá lốt hôm nọ có một con màu đỏ thì bán rồi này. Anh tưởng công đang quan tâm những dòng tập lái mà 780 này. Hãy nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy, một vài nữa về một vài mẫu tập lái thì em sẽ gửi tiền nhắn cho anh nhá. Đấy, anh Ngọc Thanh cũng vậy ạ. Chưa có mẫu xe mà anh đang người ý này, cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage để lại số điện thoại cho em. Đấy, em sẽ lưu lại một vài nữa về những sản phẩm anh chị quý mình yêu cầu nhé, thì em sẽ gọi điện trực tiếp để tư vấn ạ. Ok, hai bác hỏi ASEAN 209 này đây. Anh cùng tham khảo dùm em một mẫu ASEAN 209 nhá. Hyundai ASEAN 2009, động cơ 1.4 số sàn. Đấy, 1.4 số sàn nhập Hàn nguyên chiếc, đời 2009, đăng ký lăn bánh năm 2010. Động cơ 1.4 nhá. La xăng đúc thì được trang bị 4 bánh, lốp láp đẹp, sơn si chất. Máy số keo chỉ thì còn gì. Đấy, nội thất ghế da điều hòa lắng lạnh 2 chiều, rất buốt luôn. 165 triệu đồng đang được bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, một chiếc xe lại sedan 2 đầu có hơn 150 triệu đồng thôi. Đấy, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng. Đấy, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình ạ. Vâng, chào bác Mạnh Hùng, chào bác Toàn Hoan. Chào bác Kẻ Lang Thang, chào bác Đức Lương, chào Quốc Bảo. Chào đại gia đình người ta ạ. Đấy, ASEAN 209 đây, 165 triệu đồng nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn si, cầm bệ thì còn chắc chắn còn đẹp này. Đấy, giá thì còn bớt còn thương lượng cho gia đình mình ạ. Vâng, chào Đức Lương, chào đại gia đình mình, chào anh Vinh Đặng nhá. Đấy, bác Đinh Hữu Nghệ mà đang quan tâm dòng ghét đấy nhá. Cho các bác còn đây 150 triệu đồng tròn. Đấy, ship vào Đắk Lắk cũng như là bao rút hồ sơ bác Đinh Hữu Nghệ nhá. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi. Để em tư vấn thêm cho anh Đinh Nghệ ơi. Vâng, tiếp theo đây này, gửi đến gia đình nhà mình những dòng tập lái này. 135 triệu đồng. Toyota Vios 2006, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, 4 mùa không ngột lụt. Đấy, sơn si đẹp, máy số keo chỉ chất, gầm bệ chắc chắn không mục mọt nhá. 135 triệu đồng thôi, anh chị quý vị tham khảo dùm Thanh Tùng đi. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị đang quan tâm nhá. Mọi thắc mắc và gì cần tư vấn cứ trực tiếp để lại dưới phần bình luận, hoặc là nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy, tổ bán hàng sẽ gọi ngay lại điện cho anh chị quý vị gia đình nhá. Vâng, chào bác Sáu Cao, chào bác Thuận Hoàng, chào bác Vinh Đặng, chào bác Trai Hậu Vũ, chào bác Đức Lương, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình trên ba miền tổ quốc, những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Các anh mẫu tập lái Toyota Vios 2006 rồi, tiếp đây nhà mình tham khảo giùm em này. Một chiếc SUV gầm cao máy thoáng Outlander 2016, động cơ 1, động cơ 2.0 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Cờ tiền gửi đến gia đình nhà mình là 575 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ trả góp và ship xe anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy, ship xe trên toàn quốc luôn. Đấy, bán kính 100 km thì bên em ship miễn phí ạ. Có Vios bản E0 anh Giai, bác Nguyễn Bắc Minh Nguyên là có Vios bản E nhá. Đấy, có Vios bản E này, anh đợi em một xíu này, em xem cái Vios bản E này bên em đang dựng ở đâu thì em tư vấn cho anh ạ. Đấy, Outlander 2016 2.0 số tự động 575 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, cam kết cho anh chị quý vị nhà mình này. Máy số keo chỉ sơn si thì zin. Đấy, nội thất thì từ nhà sản xuất. Đầu đài màn hình to rồi. Đấy, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình mình thôi nhá. Đấy, bác nào đang có nhu cầu này, chọn cho mình một chiếc xe gia đình du lịch đường dài này, chọn cho em đi. Nội thất cực rộng và khoang hành lý phía sau rất rộng luôn. Đồ đạc mang thoải mái luôn nhá. Đấy, Outlander 2016 575 triệu đồng. Đấy, chia sẻ nhờ lên. Cho em Tùng xin một vài lượt chia sẻ đến anh chị quý vị nhà mình ơi. Lên tường này, lên trang cá nhân, lên hội nhóm đi. Đấy, có mất tiền có mất bạc gì đâu, đại gia đình ạ. Vâng, tiếp theo đây này, xin báo giá anh chị quý vị gia đình nhà mình một chiếc xe đời cao nhá, một chiếc xe lướt này. Hyundai ASEAN 2019, đăng ký là bánh năm 2020, biển tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ nhá. Xe này đang động cơ 1.4 số sàn 6 cấp số, gửi tiền gửi đến gia đình nhà mình là 430 triệu đồng. Đấy, 430 triệu đồng hỗ trợ trả góp này cũng như bao rút hồ sơ, vận chuyển xe miễn phí trong vòng 100 km. Đấy, dòng ASEAN 2009 đây,
cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp, có giải đèn nét định vị ban ngày rồi, la răng đúc 4 bánh, phanh đĩa chống bó cứng ở 4 bánh luôn. Đấy, một option vô cùng an toàn nhá. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm còn 1 năm luôn ạ, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Hyundai Accent 2019 nhá. Vâng, 430 triệu đồng. Tư vấn xe tầm 300 triệu một năm người à? Ok bác Nguyễn Công Tử. Vâng, chào bác Trần Sơn, chào bác Long Con à. Vâng, chào bác Đỗ Tùng, chào đại gia đình, chào ô tô đồng Hải Dương ạ. Vâng, ok, để em tư vấn cho anh tầm 300 triệu một xe 5 người anh nhá. Đấy, nhà mình cứ để lại bình luận để comment đi, em Tùng tư vấn cho ạ. Đấy, mẫu Toyota Vios mà với bác Lào đang Toyota Vios bản E đấy. Còn đấy bên em đang 240 triệu nhá. Thì trước đấy hôm nay lại đi công vụ một xíu rồi này. Đấy, anh cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy, thì em sẽ gửi cho anh hình ảnh này, video chi tiết nhất của con Toyota Vios bản E 2010 nhá. Đấy, 240 triệu anh ạ. Đây, tầm 300 triệu xe gia đình 5 người đây. Lồi đồng cối đá quốc dân đây, Toyota Vios 2016 1.5 số sàn bản E. Đấy, la răng đúc lốp lát đẹp nhá, máy số keo chỉ zin này. Đấy, 365 triệu đồng đang được bày bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Có hỗ trợ trả góp này. Đấy, bản E này. Đấy, nhưng cặp đèn pha thì được trang bị lên công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. La răng đúc lốp lát đẹp, phanh đĩa chống bó cứng ở 4 bánh rồi. Tay nắm cửa viền chân kính thì bọc lốp đây. Đăng kiểm còn dài này, đăng kiểm đến tháng con này đăng kiểm đến tháng 8 năm 2023. Đấy. Thì hôm nay trời mưa khá to này, vẫn lách tách mưa này. Em Tùng vẫn lên sóng để giới thiệu những đầu xe đang có tại bên em này. Nhà mình hãy ủng hộ em bằng 5-7 lượt chia sẻ đi xanh ơi. Hãy ủng hộ em những bằng những lượt phó tim phó like đi ạ. Em ở chân ba vì có xào 100 triệu nào không? 100 triệu này, ok, để em xem tầm 100 triệu để tư vấn cho bác nhá. Vâng, cảm ơn bác ạ. Vâng, chào Lục Đình, chào Lân Hải này, chào Nguyễn Văn Phương, chào bác Hoàng Nam Brado, chào bác Châu Nguyễn, chào bác Lỗ Văn Tuấn này, chào bác Lô Dần, chào bác Bá Nguyễn này. Đấy, 300 triệu mà 5 người nhá, tham khảo cho em mẫu này đi, 365 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng này. Đâu xem tầm xe nào mà tầm 100 triệu đồng này để tư vấn cho anh nhá. Đây, anh tham khảo cho em đi. Đây, tầm hơn 100 triệu một xíu thôi. Đúng 100 triệu thì bên em chưa có anh ạ. Hơn 100 triệu một xíu này. Kia Morning 2010, động cơ 1.0 số sàn. Đấy, xe tập lái nhỏ gọn mà lên full đồ chơi rồi. Cặp đèn pha này, đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Thân vỏ sơn xi liền lạc, không đâm đụng, không bóp méo nhá. Đây. Vô lăng la răng đúc 4 bánh này, trang bị la răng đúc tâm này, theo phong cách Maybach rất đẹp đây. Đấy, xe cỏ thôi mà độ lên đồ chơi quanh người luôn rồi. Đây, nội thất ghế da màu nâu khá là đẹp này. Màn hình cova cỡ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. Vô lăng 3 chấu, túi khiên đàn trên vô lăng. Đấy, táp lô để nhắn nội không khoan khoái, không dịch vụ taxi nhá. Đấy, cam lồi cam hành chỉnh thì có sẵn trên xe rồi này. 135 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình. Một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Kia Morning 2010, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài nhé. Đăng ký đăng kiểm thì còn đến tháng 1 năm 2023. Biển tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang, và hơn 100 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng đang được bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Accent 400 triệu được không à? Con Accent lên một xíu đi nhá bác Bằng, Bằng Quang nhá, là để lại cho bác này. Fortuner có không bác? Bác Tiến Trung, Fortuner thì tạm thời chưa có bác Tiến Trung ơi. Đấy, bác mà đang quan tâm phòng dòng Fortuner này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em xin lại số điện thoại đi. 1-2 hôm nữa là sẽ về một đầu Fortuner nữa thôi để phục vụ đại gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Sang, chào bác Dung Tiến, chào bác Vận Tải Sông Hồng, chào Hùng Trần, chào Lục Đình, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình trên ba miền của Tổ quốc. Tiếp theo đây này, với cửa tiền 225 triệu đồng, Kia Pride, dòng anh chị của Kia Rio nhá. Xe thì được đăng, xe được sản xuất năm 2008, nhập Hàn nguyên chiếc, động cơ 1.4 số tự động nhé, 1.4 số tự động, sedan hai đầu mà chỉ có 225 triệu đồng thôi. Vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí cũng như là cút điều khiển trên vô lăng này. Đầu đài màn hình thì được trang bị rồi. Đấy, nội thất đẹp, lốp lát thì còn mới, bảo đảm cho anh chị quý vị sử dụng còn lâu dài. Đấy, Kia Pride 2008 nhập Hàn, động cơ 2, động cơ 1.4 số tự động nhá. Đấy, khóa quyển này, khóa thông minh thì đầy đủ rồi này. Cam lùi cam hành trình thì được tích hợp sẵn này. 225 triệu đồng đang được bày bán tại chỗ ô tô đồ mối Hải Dương. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi thì còn zin luôn nhá. Cam kết là còn zin luôn cho anh chị quý vị gia đình của mình.
Đấy, mang về sẵn đi rồi, sẵn sử dụng. Bốn mắt cảm biến lùi chống va chạm ở phía sau này. Đấy, giải đèn hậu và giải đèn pha thì còn sáng còn đẹp, không có dấu hiệu rạn nứt, bóng mờ do sương do nhiệt. 225 triệu đồng, bao rút hồ sơ, ship xe trong vòng 100 km miễn phí cho gia đình quan tâm ạ. Vâng, chào anh Nguyễn Nam Anh, chào bác Nguyễn Khánh Toàn, chào bác Trần Duy Hiển này. Có cờ lui không bạn? Cờ lui tạm thời chưa có bác Hạnh Vũ ơi, nhưng có mấy mẫu series nhá, đấy cũng tầm phân khúc với cờ lui ạ. Vâng, chào bác Hàng Dương, chào bác Hùng Còi. Có for không anh? For thì tạm thời bên em chưa có anh nhá. Anh để lại số điện thoại đi. Đấy, hôm nào mà về có đầu for nào nhá thì em sẽ giới thiệu riêng cho anh ạ. Vâng, chào bác Phạm Văn Dung, gửi mình chi tiết vào số điện thoại ạ. Không, ok anh nhá, số điện thoại em nhận rồi này. Đấy, sau buổi livestream này thì em sẽ gửi hình ảnh và chi tiết về mẫu xe anh đang ý nhá. Cảm ơn anh rất là nhiều này. Comment nhiều lên, bình luận nhiều lên để em Tùng tư vấn trực tiếp cho anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều này. Đấy, khung giờ quen thuộc mỗi tối thì vẫn hướng mắt theo màn hình nhỏ của chiếc điện thoại. Đấy, vẫn ủng hộ Thanh Tùng và ủng hộ cho ô tô đồng Hải Dương. Vừa rồi em đã giới thiệu cho gia đình nhà mình khá nhiều dòng 5 chỗ rồi. Tiếp theo đây này, giới thiệu đến gia đình mình một dàn 7 chỗ này. Toyota Innova bản G 3 chiếc. Chiếc này đời 2011 bản G, 2006 bản G, 2008 bản G xịn nhá. Đấy, bản G, bản đổ full kịch với những option như là vô lăng túi khí này, la răng đúc, lốp lát đẹp và có thanh đĩa chống bó cứng ABS này. Con này 2008 này cỡ tiền em bán cho gia đình nhà mình là 265 triệu đồng, 2006 là 230 triệu đồng và 2011 là 335 triệu đồng nhá. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình. Một dòng 7 chỗ quốc dân này, vô cùng nhiều ưu điểm luôn. Điện đóm máy số thì rất là lành. Đấy, dễ bảo trì bảo dưỡng cũng như là phụ tùng thay thế thì luôn luôn có sẵn này. Nội thất thì rộng nhất phân khúc dòng 7 chỗ, không có đối thủ cạnh tranh. Điều hòa của Nhật này thì luôn tạo ấn tượng là rất buốt rất sâu, tạo cái điều kiện thoải mái cho anh chị quý vị nhà mình di chuyển đổ tải này. Đấy, 265 triệu đồng Toyota Innova bản G 2008, 230 triệu đồng Toyota Innova bản G 2006 và 2001, 2011 là 335 triệu đồng ạ. Vai ốt biển 88 bạn ơi, ok có vai ốt biển 88 nhá. Vâng, chào bác Nguyễn Thâm này, chào bác Thạch Ngọc, chào bác Phạm Băng Trang, chào bác Hoàng Tú, chào bác Trần Thản. Có con nào dưới 100 không anh? Bác Tưởng Công dưới 100 thì hôm nay bên em có một chiếc Matiz thì trước này bán rồi nhá, còn tầm hơn 100 một xíu thì còn đấy nhá. Nhà mình cứ bình luận đi để em Tùng tư vấn thôi nhá. Vâng, chào bác Phạm Hưng, chào bác Hoa Đình Trọng này, chào bác Lại Xuân. Sao toàn thể anh chị quý vị mình trên ba miền của Tổ quốc. Em lại tiếp tục báo giá đây gia đình ơi. Toyota Innova 7 chỗ 3 chiếc này. Đây, tiếp tục báo giá đầu sản phẩm này mới về đây. Đấy, một chiếc xe màu sơn khá đẹp luôn, màu xám đá này. Là chiếc T-Series 2010. Vâng, chào bác Khúc Văn Công ạ. Bác Khúc Văn Công vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Có chợ ô tô đồ với Hải Dương cho em Tùng xin 5 7 lượt chia sẻ đấy bác Khúc Văn Công ơi. Series 2010 1.6 số động. Cửa tiền gửi đến chị quý vị nhà mình 255 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si chất xinan trên sườn xe. Gương kính cụp xe điện này 255 triệu đồng. Có cả option cửa sổ trời panorama trên cao đây. Cam đồi cam hành trình này đầy đủ rồi này. Đấy, 255 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Vâng, chào Trần Nguyễn, chào Lê Bình. Ngoại quay ngoại thất xe Cedric. Vâng, đây ngoại thất Cedric ơi, 250 triệu đồng không anh? Đây, đây có tầm 250 triệu đồng đây bác ơi, bác Hoàng Tú ơi. Innova 215 có không? Innova 215 thì tạm thời chưa có. Bác Khoa Đình Trọng có cho xe bán tải bạn ơi. Bán tải thì hôm nay nhà em mới đưa một em về bên Mỹ Hào Hưng Yên nhé. Đấy thì tạm thời chưa bán tải nào này. Bác quan tâm bán tải nhắn tin trực tiếp số điện thoại cho em qua fanpage đi. Đấy, một vài bữa nữa thôi. Đấy, anh em kỹ thuật thì nó sẽ mang một vài đầu nữa về để phục vụ anh chị quý vị nhà mình ạ. Đấy, ngoại thất của CX ơi. Đấy, xem giùm em ạ. Vâng, chào anh Hậu này, chào Thần Trường này. Innova 215 thì tạm thời chưa có anh nhá. Đấy, 250 triệu không anh? Đây, tầm 250 triệu đây bác Hoàng Tú ơi. Đấy, ngoại thất của CX ơi. Tham khảo giùm em đi bác ơi. Đấy, màu xám đá rất đẹp này, 255 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị mình đang quan tâm nhá. Đằng sau chiếc Lancia T6 2010 rồi. Trước đây nhà mình tham khảo số em này. Chevrolet Cup ok anh ạ. Rồi, số thải em nhận rồi nhá. Một vài hôm nữa mà về thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh này. Chevrolet Vivante 2009, động cơ 2.0 số sàn,
tư nhân chính chủ Hải Phòng, thành phố Hoàng Phượng Đỏ đây. Đấy, màu đen rất đẹp này, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, máy số keo chỉ sơn si thì chuẩn chỉ, còn chất la sáng đúc lốp láp đẹp, xin nhan trên sườn xe. Đấy, 7 chỗ tầm trung mà chỉ có 185 triệu đồng thôi, còn bớt còn tương đương cho chị quý vị nhà mình này. Máy số keo chỉ chất gầm bệ chắc chắn. Đấy, một chiếc xe 7 chỗ vừa tiền. Con nào biển 98 hay biển Hà Nội không anh? Anh Hoàng Tú à, anh Hoàng Tú đang quan tâm dòng gì 98 nhỉ, để em đọc lại bình luận nào. Đây, bác Hoàng Tú đang quan tâm dòng gì nhỉ? Đấy, tầm 298 ở Hà Nội có anh nhá, đợi em một xíu này. Đây em tiếp tục đưa máy quay để giới thiệu cho thầy mình à. Đấy, tầm 200 đây, anh tham khảo cho em chiếc này này. Hyundai Grand i10 bản đủ phun kịch, đấy 2014 đăng ký năm bánh 2016. Động cơ 1.0 số sàn đăng ký 5 chỗ ngồi. Tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Xe này được trang bị la sang đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan trên gương cương kính cột xoay điện, vô lăng 3 chấu có túi khí an toàn trên vô lăng. Tích hợp các nút điều khiển này. Nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, 245 triệu đồng đang được bày bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương này nhá. Đấy, tham khảo giùm em đi. Đấy, tầm 200 triệu này, mở xe biển 30 này, anh tham khảo giùm em đi anh Hoàng Tú nhá. Vâng, chào bác Trần Xuân Hoàn, chào bác Nguyễn Viết Khôi này, chào bác Tùng Nguyễn, chào bác Võ Cảnh, ok hai bác Võ Cảnh này, chào Bùi Sơn, chào bác Mai Bảo Anh, chào bác Thanh Ngoan, chào bác Bùi Tú Anh, chào đại gia đình nhà mình trên ba miền của Tổ quốc ạ. Chào đại gia đình nhá, chúc gia đình nhà mình có một buổi tối vui vẻ, có bước sóng livestream ngày hôm nay thì hãy ủng hộ em Tùng đi nhiều nữa đi gia đình mình ơi. Tiếp tục đây, bắt đầu vào Vios biển 88 đây ạ. Vios 2010 biển 88. Đấy, tư nhân chính chủ đây. Với cửa tiền của anh chị quý vị gia đình nhà mình là 205 triệu đồng. Xe để mang động cơ 1.5 số sàn. Máy số keo chỉ sơn si thì còn lành còn chất này. Sơn si đẹp gầm bệ chắc chắn. Xin nhan trên gương 205 triệu đồng. Xin gửi đến gia đình nhà mình nhá. Đấy, một chiếc xe lồi đồng cối đá đây. Lồi đồng cối đá đến nhà Toyota Vios đây ạ. Đấy, màu đen rất đẹp luôn. Đấy, tham khảo giúp em đi, 200 triệu đồng thôi nhá. Đấy, một chiếc xe rất đẹp. Vâng, đằng sau chiếc Toyota Vios 2010 này, nhà mình cùng tham khảo nha, một chiếc sedan hai đầu màu đen này. Sedan hai đầu màu đen. Đấy. Phân khúc hạng B La Chetti 2007, đăng ký năm bánh năm 2009, động cơ 1.6 số sàn này. Đấy, bác nào mà vừa có bằng muốn bổ túc tay lái này, tham khảo cho em chiếc này. La răng đúc lốp lao đẹp, máy số keo chỉ sơn si thì còn chất, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhá. Đấy, tức là đăng kiểm đến cuối năm đây ạ. Đấy, 140 triệu đồng xin gửi gia đình mình. Cho em xem Fortune à? Fortune thì tạm thời bên em chưa có bác Nguyễn Thìn ơi. Đấy, để lại cho em xin số điện thoại đi, một hai hôm nữa về đầu Fortune nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác nhá. Chào bác Vũ Thịnh này, chào bác Dũng Lê, chào bác Nguyễn Thìn, chào bác Phạm Sĩ, chào bác Võ Lâm, chào bác Nguyễn Nhất Phôi. Khôi. Chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình, những khách hàng thân thương trên ba miền của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Đấy, Vios 2015 có không anh? Anh Hậu Anh, Vios 2015 thì không có nhưng đang có Vios 2016 này. Đấy, tham khảo cho em hơn một đời đi anh ơi. Vâng, chào bác Đinh Thị Thu Trang ạ. Đấy, cảm ơn lượt tim của bác Đinh Thị Thu Trang rất là nhiều này. Đấy, Vios 2015 thì chưa có nhưng cũng đang có Vios 2016 này. Tham khảo cho em chiếc này đi. Vios bản E 2016 nước sơn màu vàng cát, động cơ 1.5 số sàn. Đấy, tư nhân chính chủ 22 Cao Bằng đây. Xe đều độ lên phong cách này, phong cách Maybach, hai giải màu độc lập rất đẹp nhá. Đấy, la sáng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ở 4 bánh. Cặp đèn pha thì được trang bị công nghệ bi cầu này, được độ đi bi cầu nhá. Đấy, xin nhan trên gương. Đăng kiểm còn dài này, đăng kiểm đến tháng 8 năm 2023. Này, tiếp tục đây. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh hai chiều này. Đấy, vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí, đầu đài to rồi. Đầu đài Cova cỡ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Từ xem phim nghe nhạc nhé, đấy, check map khi đang di chuyển. 365 triệu đồng. Đấy, bác Hậu Anh đang quan tâm dòng Vios 2015 này. Đấy, tham khảo cho em chiếc 2016 đi. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng được cho những anh chị quý vị đang quan tâm nhé. Có i30 0M, anh Khắc Văn Dũng à, đúng rồi. i30 thì tạm thời bên em chưa có, anh Khắc Văn Dũng ơi. Đấy, bên em đang có khá nhiều đầu i10 thôi. Vâng, chào anh Khắc Văn Dũng ạ. Có con nào 7 chỗ tự động tầm 300 không? 7 chỗ số tự động tầm 300 à? 7 chỗ tự động tầm 300 thì không có anh ạ. Bên em có 7 chỗ tự động này, tầm dưới 200 này, tham khảo cho em đi. Đấy, Vivante Chevrolet 7 chỗ số tự động 193 triệu đồng, đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này.
biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 410 lụt, la sáng đúc lốp lát đẹp, xi nhan trên sườn xe, máy số keo chỉ sơn xi còn zin, cầm bệ chắc chắn không mục mọt, đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, Chevrolet Vivante 193 triệu đồng, xin gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình. Vâng, chào bác Cường Mark này, chào bác Dũng Duy, chào bác Thủy Trần, chào bác Hoan Thanh, chào bác Đỗ Hùng. Con này giá bao nhiêu? Con này là 365 triệu đồng nhá, 365 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ sơn si thì còn zin, lốp lắp đẹp, gầm bệ thì chắc chắn. Đấy, tay lắm cửa này, viền chân kính này, những chi tiết xung quanh đèn thì được bọc chrome hết rồi, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi, phục vụ mọi nhu cầu của gia đình nhà mình. Đấy, Fios 2016 xin gửi gia đình mình ạ. Vâng, chào Thủy Trần này, chào Dũng Duy, chào bác Cường Mark, chào Trần Lý Hoàng, chào Tùng Nguyễn, chào bác Quốc Vân Công, chào đại gia đình nhà mình nhá. 365 triệu đồng anh nhá. Đây, cạnh mẫu Toyota Vios 2016 rồi, nhà mình cùng hướng máy quay với em đây. Xin giới thiệu đến gia đình mình một sản phẩm nhà Kia, Kia Seto 2017, đăng ký và bánh năm 2019, với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 430 triệu đồng nhé, 430 triệu đồng. Đời 2017, động cơ 1.6 số sàn, đấy, hộp số 6 cấp nhé. Cặp đèn pha này trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này, la răng đúc zin 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS, xi nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương. Đây, đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi. Máy số keo chỉ sơn si. Đấy, nội thất thì bao zin cho anh chị quý vị mình này. Đấy, bao zin bao test hang này. Phát hiện được lỗi nhá, tặng ngay 5 triệu cho gia đình nhà mình. Đấy, biển 18 Nam Định này, Seto 2017. Đấy. 430 triệu đồng xin gửi gia đình nhà mình. Ok, chào bác Lê, Trung Lê Kim, chào Mitsubishi bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền bác chiến giáp này? Con Mitsubishi Outlander đấy là 575 triệu đồng anh chiến giáp nhá. Anh có quan tâm đến con Mitsubishi Outlander đấy này. Đấy, nó ngay sau lưng em đây. Màu xám đá rất đẹp đây, 575 triệu đồng anh ơi. Vâng, chào anh Trung Nguyễn, chào bác Đông Doãn này. Chào bác Trung Lê Kim, chào bác Phạm Văn Thuận, chào bác Lê Việt. Chào bác Thúy Trần này. Có Camry 2021 không? Camry 2021 nhưng xe đời cao tạm thời bên em lại chưa có nhá. Bên em là chỗ ô tô đầu mối Hải Dương này, kênh chuyên kinh doanh trao đổi và buôn bán ký gửi những dòng xe tầm trung thôi, từ loanh quanh đến 100 triệu đến 5-700 triệu thôi nhá, còn chưa có Camry đời 2021 anh ơi. Cảm ơn anh rất là nhiều này. Đấy, cảm ơn những đợt bình luận của gia đình mình rất là nhiều này, để lại cho em xin những đợt tim, đợt like, vài lượt chia sẻ đi dành ơi. Có mất tiền có mất bạc gì đâu, mà để những anh chị quý vị nhà nào mà đang muốn chọn cho mình một địa chỉ uy tín này để mua xe này, đấy, đến chợ ô tô đầu mối Hải Dương, đến với Thanh Tùng để chọn cho mình nhiều xe hơn nhá. Đấy, Seto 2017 430 triệu đồng này. Tiếp tục báo giá này, Kia Morning 130 triệu đồng này, báo rồi này. Tiếp tục đây, Hyundai Grand i10 bản đồ. Đấy, một đứa con đến nhà Hyundai đây. Bản này bản đồ phun kịch đời 2014 này, động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Còn tiền gửi đến gia đình nhà mình là 245 triệu đồng. Hyundai Grand i10 bản đồ bên em đang đồng giá là 245 triệu đồng nhá. Đấy. Đấy, hai chiếc máy của em này, đồng giá 245 triệu đồng này. Đèo tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố này. Hai chiếc này option y xì nhau luôn. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xi nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương. Máy số keo chỉ sơn si thì còn zin. Nội thất đẹp, sạch sẽ thơm tho rồi. Mang về sẵn đi sẵn dụng. Đấy, Kia Morning, Hyundai Grand i10 2014. Đấy, bản đồ 245 triệu đồng. 245 triệu đồng. Đấy, tham khảo dùm em đi anh chị quý vị gia đình nhìn ơi. Vâng, chắc Dương Nguyễn này, chắc Trần Minh Hiểu này, Hiển này, chắc Phạm Ngọc Quy, chào bác Nguyễn Văn Hồi này, chào đại gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Nhiễn, chào bác Hứa Liên, chào đại gia đình chợ ô tô đầu Hải Dương. Cảm ơn vào khung giờ 8:03 mỗi tối, nhà mình vẫn luôn theo dõi Thanh Tùng, vẫn theo dõi chợ ô tô đầu Hải Dương nhé. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Vừa rồi là hai chiếc Hyundai Grand i10 bản đồ 2014. Tiếp theo đây, em Tùng xin báo giá gia đình này. Hyundai Grand i10 2009, động cơ 1.0 4 máy, 135 triệu đồng, đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, một mẫu xe tập lái hơn 100 triệu thôi. Xin giới thiệu anh chị quý vị gia đình mình nhìn. Đấy, nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh hai chiều, lốp lắp đẹp, máy số keo chỉ sơn si chất. Này, nhà mình tham khảo cùng em đi. Hyundai Grand 2009 nhập Hàn mà chỉ có 135 triệu đồng thôi này. Táp lơ thì được giải một lớp thảm cách nhiệt rất là đẹp đây. Đầu đài mà mình theo xe này, máy số keo chỉ sơn si thì
mang về thì đẹp rồi, sẵn đi sẵn sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình nhá. Vâng, chóc Thành Đạt này, chóc Tài Sáo, chóc Đức Hồng, chóc Dương Nguyễn, chóc Trần Minh Hiển. Chào những khách hàng yêu thương của em ạ. Đấy, đằng sau chiếc Hyundai Gani 2009 vừa rồi. Tiếp tục báo giá cho gia đình mẹ, Hyundai Gani 10 nhưng bản bay, bản tiêu chuẩn 2015, đăng ký vào năm bánh năm 2016, động cơ 1.0 số sàn, 195 triệu đồng đang được bán cho ô tô đúng ở Hải Dương. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương này. Đấy, quê hương bánh đậu xanh, nơi đặt trụ sở giao dịch chính cho ô tô đúng ở Hải Dương. 195 triệu đồng. Nhập ấn nhá. Đấy. Một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu này, phù hợp với anh chị quý vị nào mà muốn chọn cho mình một dòng xe hiền lành này, về máy số, về điện đóm này. 195 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn gia lộc, còn hoan hỷ được thêm nữa gia đình mình ạ. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, em vô cùng cảm ơn. Đấy, để ủng hộ em này, ủng hộ cho ô tô đồ mới Hải Dương, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi, lên trang cá nhân, lên hội nhóm đi, lên tường, không mất tiền không bạc gì cả nhá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Cứ chia sẻ đi, cứ hoan hỷ, cứ thả tim thả like nhiều đi. Đấy, để em Thanh Tùng bớt sâu nữa cho gia đình mình này. La Chetti CDX 2010, đăng ký vào bánh năm 2011, động cơ 1.6 số động này, tư nhân chính chủ 37 Nghệ An quê bác đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng ra chiều này. Máy số keo chỉ sơn xì còn zin, nội thất theo xe. La răng đúc 4 bánh có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đây, một chiếc xe tư nhân chính chủ nhá. Đây. Sơn xe thì đẹp này, một chiếc xe form dáng vô cùng dài, xe vô cùng trường xe. Nổi tiếng với sự làm chắc này. La Chetti CX 2010, 258 triệu đồng đang được bày bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương, màu đen đây. Cam đùi cam hành trình đầy đủ rồi, tư nhân chính chủ 37 Nghệ An. Đấy, còn bớt còn thương lượng được cho những khách hàng thân thương của chợ ô tô đồng này dưa ạ. Đấy, CX 2010 này. Tiếp tục báo giá đầu sản phẩm hiện đang có bên em cho gia đình mình nhá. Đấy, nhà mình đang quan tâm mẫu nào, quan tâm dòng nào cứ bình luận, cứ comment mạnh lên để em Tùng được tư vấn cho ạ. Vâng, chào bác Mạnh Dũng, chào bác Hạ Cường này, chào bác Phong Hoàng, chào bác Xuyên Trịnh, chào bác Thiên Minh, chào bác Như Nguyễn, chào bác Hiền Hiếu này, chào bác Thành Đạt, chào bác Tài Sáo. Cho em Tùng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến anh chị quý vị nhà mình cùng gia đình nhé. Qua bước sóng này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi để em Tùng tư vấn cho ạ. Grandtra 2009, 135 triệu đồng. Đấy, 1.4 số sàn, máy số keo chỉ thì còn chất còn đẹp. Thân vỏ thì liền lạc, không cong vênh không bóp méo nhé. Cam kết anh chị quý vị nhà mình này. Đấy, những sản phẩm mà từ cho ô tô đồ mối Hải Dương đưa đến đây người tiêu dùng không đâm động, không va chạm, không thủy kích ngập nước, cũng như là không vướng mắc một chút là về vấn đề pháp lý này, bao về cái vấn đề pháp lý chọn đời cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Vâng, chào bác Kha Trường, chào bác Nguyễn Đường. Đấy, chào bác Nguyễn Văn Nam. Chào những khách hàng vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Các bác mà hôm nay vừa vào xem buổi livestream của Thanh Tùng của cho ô tô đầu mối Hải Dương, hãy cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage chính thức của cho ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những buổi báo giá đến sóng của bên em nhé. Tiếp tục gửi đến gia đình nhà mình đây. Kia Morning 2016, động cơ 1.25 số sàn màu vàng. Đấy, 195 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Lốp lắp đẹp, sơn xi chất, trang bị la răng đúc phay 4 bánh. Đấy, tay nắm cửa này, viền chân kính thì bọc lốp rất đẹp, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Rồi, đầu đài hình to rồi này. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng, một dòng xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu. Máy số điện đóm thì vô cùng lành này. Đấy, phụ tùng thay thế luôn luôn có sẵn nhé. Kia Morning 2016, 1.25 số sàn, 195 triệu đồng. Đấy. Vâng, chào bác Luân Thành này, chào bác Trần Đăng Khoa, chào bác Xin Sẹo Đại, chào bác Úy Lê, chào bác Nguyễn Văn Nam, chào những khách hàng thân thương ạ. Đấy, qua bước sóng livestream này hãy chọn cho mình những mẫu xe gia đình đi. Đấy, vất hợp túi tiền thôi để phục vụ đại đình mình ạ. Kia Morning 2016 này, tiếp tục này. Kia Morning 2005, số tự động nhập Hàn, bản SX, bản đủ phun kịch, 165 triệu đồng đang được bày bán bên em nhé. 165 triệu đồng còn bớt còn thương lượng này. Cạnh mẫu Kia Morning 2005 rồi, tiếp theo mình cũng tham khảo dùm em ạ. Grand Trax nhập Hàn 2010, đăng ký bán bánh năm 2012, động cơ 1.2 số tự động mà chỉ có 235 triệu đồng thôi gia đình nhé. 235 đồng một chiếc xe số tự động nhập khẩu. Đấy, la răng đúc 4 bánh, xi nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện này, trang bị cả option cửa sổ trời Panorama đây, option vô cùng hiện đại, vô cùng thể thao này, sấy gương sấy kính đủ cả rồi, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022, 235 triệu đồng còn bớt còn thương lượng được thêm
và còn gia lộc được thêm cho anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Đinh Phủng, chào bác Văn Khương này, chào bác Việt Đình, chào bác Đình Trịnh, chào bác Đức Đức Thọ, chào bác Phúc Đức, chào bác Thành, chào những khách hàng thân thương ạ. Cạnh mẫu Kansas 2010 vừa rồi, tiếp theo đây báo giá gia đình này. La Chetty CX mới về nhá. La Chetty CX 2010, động cơ 1.6 số tự động. Cờ tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình là 255 triệu đồng. Biển tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương của làn điệu quan họ chữ tình. La sáng đúc thì được trang bị 4 bánh lốp láp đẹp. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất nhá. Cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình 255 triệu đồng. Tham khảo dùm em gia đình ơi. Đấy, i10 này này, i10 bẩn đủ 245 triệu đồng thì được báo giá đầu của livestream này. Còn Morning này thì vẫn chưa cân đối giá nhá. Bên em đang cân đối giá để đưa ra cái mức giá hợp lý nhất cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo ạ. Vâng, chào bác Quang Phương Đoàn này, chào bác Phạm Ngọc Tú, chào bác Khoan Bùi Văn, chào bác Trúc Vũ, chào bác Văn Khương, chào lại gia đình mình. Vâng, tiếp ra đây nhá, em Tùng lại xin báo giá gia đình này. Đấy, 7 chỗ này, Mitsubishi Zoyli gầm cao máy thoáng mà chỉ có 135 triệu đồng thôi ạ. 135 triệu đồng thôi gia đình nhá. Đấy, xe đăng ký 8 chỗ ngồi, đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2022. La sáng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn si thì còn chất. Đấy, động cơ 2.0 số sàn kim phun vô cùng tiết kiệm nguyên liệu. Mitsubishi Zoyli 2005, đăng ký là bánh năm 2017 nhá. Đấy, đang bán với cửa tiền là 135 triệu đồng. Đấy, gửi đến gia đình nhà mình. Vâng, chào bác Minh Nguyệt, chào bác Ẩu Lê, chào bác Nguyễn Viết Khôi, chào bác Phương Quang Đoàn này, chào bác Phạm Ngọc Tuấn, chào bác Khoan Bùi. Vâng, chào bác Trúc Vũ, chào đại gia đình mình. Vâng, tiếp tục theo dõi em Thanh Tùng nhé. Báo giá những đầu xe hiện đang có tại chỗ ô tô đồng Hải Dương. Thả like, thả tim lên, chia sẻ nhiều lên anh chị quý vị gia đình nhà mình ơi. Vâng, i10 tiếp tục đây này. Hyundai Grand i10 bản Bay 2014, đăng ký vào bánh năm 2015. À, con đăng ký là bánh hàng 2017 á, đăng ký là bánh lần đầu năm 2017. Động cơ 1.0 số sàn màu trắng, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đất mỏ đây. Đấy. Máy số keo chỉ sơn si thì còn đẹp, nội thất ghế da điều hòa lắm lạnh 2 chiều rét buốt. 195 triệu đồng. Gửi đến gia đình nhà mình này. Đằng trước chiếc Hyundai Grand i10 bản Bay vừa rồi. Tiếp tục báo giá gia đình mình này. Hyundai Grand i10 bản đủ, đồng giá 245 triệu đồng, đang được bày bán tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương. La sáng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ chất. Đấy, gầm bệ chắc chắn không bục ngoặt nhá. 245 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị gia đình nhà mình này. Đấy, Hyundai Grand i10 bản đủ. Đây, vô lăng 3 chấu này, túi khí trên vô lăng. Đấy, cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi, mang về sẵn đi thôi. Sẵn sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu của gia đình nhà mình ạ. Đấy, Hyundai Grand i10 2 chiếc này. Tiếp tục đây để em Tùng lại báo giá này. Em Tùng lại báo giá tiếp đây. Chia sẻ, bình luận, comment nhiều lên để em Tùng tư vấn cho gia đình nhà mình ơi. Kia Morning nhập Hàn 2010, đăng ký là bánh năm 2013, động cơ 1.0 số tự động. Đấy, 1.0 số tự động nhá, đăng ký là bánh năm 2013 này. Đăng kiểm của chiếc này thì còn đến tháng 5 năm 2023. Biển tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố đây. Là tăng lúc lốp láp đẹp, có vành đĩa chống bó cứng ABS ở hai bánh trước. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện, vô lăng túi khí này. Cờ tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình 235 triệu đồng. Đấy, 235 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng. Đấy, cũng như là bao rút hồ sơ nhá. Đây, vô lăng túi khí này. Đấy, vô lăng túi khí này. Đầu đài màn hình auto này, có trang bị cả sấy ghế này, trang bị cả option sấy ghế gia đình nhà mình. Đấy, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, 235 triệu đồng thôi gia đình nhà mình nhá. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc 2010 ạ. Vâng, chào Hoàng Phạm, chào bác ơn. Thưa Nguyễn Văn, chào bác ơn. Quyết Hiệp Hòa, cháu Nguyễn Sơn, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đằng trước chiếc Kia Morning 2010 vừa rồi. Tiếp đây em Tùng để báo giá này. Grand Cherokee màu đỏ đô nhá. Grand Cherokee thì bên em đang có hai chiếc này. Thì chiếc này màu đỏ đô và chiếc vừa rồi em báo giá là chiếc màu xám nhá. Chiếc đỏ đô này với cửa tiền là 220 triệu đồng. Xe này được sản xuất năm 2010, đăng ký vào bánh năm 2012. Động cơ 1.2 số động này, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương đây. 4 màu không một lụt. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS ở hai bánh trước. Xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đây, đầu đài màn hình thì to rồi. Đầu đài màn hình cova cỡ lớn, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng 220 triệu, đang được bày bán tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương. Đấy,
chia sẻ nhiều lên chị quý vị mình ơi. Còn tư vấn thắc mắc gì cứ để lại bình luận dưới phần comment đi, để em Tùng được tư vấn thêm ạ. Vâng, chào bác Khang Lông, chào bác Bảo Xuân này, chào bác Thương Nguyễn Văn, chào bác Hoàng Phạm, chào những khách hàng thân thương của chỗ ô tô đầu mối Hải Dương nhé. Tiếp theo này, em lại báo giám gia đình của mình. Đây, một mẫu xe Kia Morning đây. Kia Morning bản SX bản đủ phun kịch, đời 2010, đăng ký bánh năm 2012. Động cơ 1.0 số rộng nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Xe được trang bị la răng đúc hoa mai 4 bánh nhá. Đấy, cái chi tiết em khá là thích này. Có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở 2 bánh trước. Đấy, phanh tăng chống hỗ trợ 2 bánh sau. Xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương, gương kính cụp sợi điện, tay nắm cửa, vè cánh cửa này, viền chân kính thì bọc lốp rất đẹp này. Nội thất ghế da kết hợp với lề thoáng hơi này, tạo cái điều kiện thoải mái cho chị quý vị mình di chuyển này. Vô lăng ba chấu tích hợp túi khiên đàn trên vô lăng, đầu đàm hành theo xe, đấy điều hòa auto Z vuốt luôn. Cờ tiền gửi đến gia đình nhà mình là 235 triệu đồng. Đấy, hai chiếc Kia Morning bản đủ SLX này bên em đang bán, cái cờ tiền là 235 triệu đồng nhá. Tham khảo dùm em anh chị quý vị gia đình ơi. Vâng, chào bác Nghiêm Xuân Cơ, chào bác Nguyễn Văn Phất này, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, anh chị quý mình để ủng hộ cho ô tô đầu mối Hải Dương, ủng hộ anh Tùng, hãy chia sẻ cho em 5-7 lượt đi. Đấy, có mất tiền có bạc cho gia đình mình ạ. Đấy, cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Vâng, tiếp theo đây em Tùng xin báo giá anh chị quý vị thì mình hai dòng xe tập lái nhá. Đấy, hai dòng xe tập lái số sàn, mở cửa tiền chỉ có loanh quanh hơn 100 triệu thôi. Tham khảo cùng em Tùng đi gia đình ơi. Kia Morning 2006 này và Kia Morning 2010 này. Chiếc Kia Morning 2006 động cơ 1.0 số sàn. Đấy, nhập Hàn nhé, đây 2006. Cờ tiền gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình là 220 triệu đồng. 220 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng nhé. 1.0 số sàn, tuy nhiên chính chủ 98 Bắc Giang đây. Còn chiếc bên cạnh này, Kia Morning nhập Hàn 2010 màu trắng, 135 triệu đồng. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng. Xe mang biển tư nhân chính chủ 36 Thanh Hóa, quê hương các hùng dân tộc. La răng đúc lốp láp đẹp. Đấy, gương kính cụp sợi điện, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Em xin quay một vòng phần ngoại thất bên ngoài cho mình cùng tham khảo thêm nhé. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. La răng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi chất 135 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng được thêm cho gia đình nhà mình ạ. Đấy, hai chiếc tập lái nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu này. Tham khảo dùm em đi. Đấy, hơn 100 triệu đồng một xíu thôi nhá. Còn bớt thêm được gia đình đi ạ. Tham khảo dùm em Tùng đi, tham khảo dùm chỗ ô tô đầu mối Hải Dương đi gia đình nhà mình ơi. Chia sẻ thả tim thả like nhiều lên để em Tùng tư vấn tiếp tục nào gia đình ơi. Cuộc đời Phong, chào bác Cuộc đời Phong 3, chào bác Ngọc Liên. Chào bác Nghiêm Xuân Cơ, chào bác Nguyễn Văn Phát, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào bác Hoan Thanh, chào những khách hàng thân thương ạ. Cạnh ngay chiếc Kia Morning 2006 2010 rồi. Trước đây tham khảo dùm em này. i10 bản Bay 2016, đăng ký vào năm bánh năm 2018, động cơ 1.0 số sàn. Đấy, với cửa tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình là 240 triệu đồng nhé. 240 triệu đồng. Nước sơn màu trắng sứ rất đẹp này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Bản Bay nhưng được độ lên la răng đúc nhé. Được độ lên la răng đúc rồi. Đấy, cửa tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình là 240 triệu đồng thôi ạ. Giá còn bớt còn thương lượng thêm. Đấy, còn tham khảo được nữa ạ. Vâng, chào bác Vũ Lưu này, chào bác Thanh Hằng Dương, chào bác Thông Gala, chào bác Cuộc đời Phong Ba, chào những khách hàng thân thương của em nhé. Cạnh chiếc i10 2016, tiếp tục báo giá gia đình mẹ Kia Morning 2016 nhá. Kia Morning 2016 động cơ 1.25 số sàn 4 máy, cờ tiền gửi đến gia đình nhà mình là 210 triệu đồng. 210 triệu đồng cho một chiếc xe nhỏ gọn tiết kiệm liệu, máy số điện đón thì bền bỉ, biển tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng đây. La răng đúc phay 4 bánh lốp láp đẹp. Đấy, cam đùi cam hành trình đầy đủ rồi, đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 nhá. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng cho chị quý vị nhà mình. Đấy, rất là nhiều xe đây. Còn rất là nhiều xe nữa để phục vụ và ngoại chị quý vị mình. Vâng, chào bác Minh Nguyễn Minh vừa xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, bác nào hôm nay vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay thì hãy cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Cũng như một lượt like, một lượt theo dõi kênh YouTube, kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, những ý kiến thắc mắc thì cứ bình luận dưới phần comment để em Tùng được hoàn thiện hơn nhá. Sedan hai đầu, đấy La Chất Ti 2008, đăng ký là bánh năm 2010, động cơ 1.6 số sàn, mà chỉ có 135 triệu đồng thôi ạ. 135 triệu đồng thôi. Xe này được đăng sản xuất năm 2008, đăng ký lăn bánh năm đầu là năm 2010. La răng đúc lốp la đẹp,
máy số keo chỉ thì còn zin, còn đẹp, còn chất nhá. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đấy, 135 triệu đồng, đang đẩy bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, anh chị quý vị nào mà đang quan tâm một dòng sedan 2 đầu đấy, phục vụ nhu cầu cơ bản tập lái tránh mưa tránh nắng, tham khảo cho em này đi. Tư nhân chính chủ 30k Hà Nội phố đây. Đấy, còn bớt còn thương lượng. Đấy, 135 triệu đồng. Cây mẫu La Chetti 2008 rồi này. Tham khảo cho em một mẫu số tự động nhé. Số tự động 2010 mà chỉ có 200 triệu thôi. Ganza 2010 đăng ký năm bánh năm 2012. Máy số keo chỉ sơn Citizen, na sáng đúc lốp láp đẹp. Xin nha thì thích hợp trên sừng xe, gương kính, cụp xe điện. Đăng kiểm thì còn rất là dài này. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Tay nắm cửa, viền chân kính thì bọc lốp này. Xung quanh thì được phim cách nhiệt 3M rồi, tạo cái điều kiện thoải mái cho anh chị quý vị nhà mình di chuyển trên điều kiện thời tiết nắng nóng nhá. Vô lăng 3 chấu tích hợp các tích hợp túi khiên toàn trên vô lăng, đầu đài mình theo xe này. Đây một chiếc xe zin từ máy số keo chỉ sơn xi đến nội thất. 200 triệu đồng tròn của gia đình nhà mình này. Đấy, 200 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng thêm ạ. Vâng, chào bác được Bùi Văn này. Chào bác Hà Hân này. Chào bác Nguyễn Công Trung, chào bác Đặng Văn Long. Chào những khách hàng thân thương của ô tô đầu mối Hải Dương. Vâng, thì vừa rồi em Tùng cũng giới thiệu khá nhiều đồ xe bên em rồi. Đấy, các bác nào đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào đi, để lại bình luận cũng như để lại comment để em được tư vấn cho nhé. Đấy. Ở phía này này, tiếp tục giới thiệu gia đình này. Kia Morning 2010 đăng ký vào bánh năm 2012, động cơ 1.0 số động mà chỉ có 190 triệu đồng thôi. Nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu màu trắng này, những chị nữ nào mà muốn bổ túc tay lái vừa có bằng này, tham khảo cho em chiếc này đi. Nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu màu trắng rất là xinh xắn đây. 190 triệu đồng. Vâng, cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều này. Vâng, Sài Gòn hôm nay, chào tất cả các bác đang xem này. Vâng, chào. Cảm ơn bác Sài Gòn hôm nay rất là nhiều này. Thông qua có con Tipaka 2010 không? Còn Tipaka 2010 thì tạm thời bên em chưa có, anh Thông Kara ơi. Đấy, anh cứ để lại cho em xin số điện thoại đi. Like và theo dõi kênh fanpage chính thức của ô tô đầu mối Hải Dương Điện. Hôm nào mà về đầu mẫu xe nào anh đang quan tâm nhá, thì em sẽ gọi điện trực tiếp cho anh ạ. Đấy, vừa rồi thì em Tùng cũng báo giá qua cái đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho cả nhà mình cùng quan sát rồi này. Đấy, những bác nào đang quan tâm đến dòng xe nào, mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận, để comment cho em đi, để em được tiếp tục báo giá thêm này. Đấy, rất là nhiều xe luôn, rất nhiều phân khúc tầm tiền để phục vụ anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy. Đấy, còn nhiều xe trên dành ơi. Đấy, cứ bình luận comment đi để em Tùng được tư vấn thêm cho ạ. Vâng. Đấy, thì vừa rồi em Tùng đã giới thiệu hết những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Hôm nay thì em hơi khàn tiếng một xíu này thì em xin kết thúc buổi livestream này sớm một xíu. Chúc anh chị quý vị nhà mình hôm nay đang xem buổi livestream có một buổi tối vui vẻ này. Mong qua bước sóng livestream này thì anh em nhà mình đã định hình cho mình một chiếc xe mong muốn nhé. Xin chào và gặp lại anh chị quý vị mình trong những buổi livestream tiếp theo. Đấy, muốn có xe thì gặp ngay Thanh Tùng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Xin chào và gặp lại gia đình nhà ta ạ.